Cô đây cho nấu ngay. Dạ cô chị mến chị. Nâng ấy. Trim đạp đạp. Trim lẽ này. Ui mà này. Chân o bằng tên. Sở sạch luôn ạ. Nghiệp hôm nay áo phở cắt lơ mỏng hôm nay chui làm sao mình sao mang khổ vô thì sáu vô cái lưng đó ngon mỏng ăn vô cùng khi cùng quan các bạn ở dưới than tạm bỡ mình thích các bạn. Kim rạch đã kỳ thế. Cũng chọn cái class B nữa. Cắt lơ hái đi. Hái á. Dạ. Đảm bảo mặn chắc không? Dạ. Hai bên đồng đôi tiếp tí quá chứ. Bây giờ bỏ ra chụp ảnh tật. Ôi mấy cái đã lớp lưng hái. Dạ, không bỏ nhé. Không có bánh. Bình đang ban đâu vậy? Ban nào? Mệt nặng hơn không chứ? Nhận giúp cô kiếm ơn. Ba thì giúp muốn. Chân này thông mày đi đây nè mà. Bởi đây tên nấu ngay. Dạ cô đi mến chị. Nâng ấy chăm ta chăng tơ. Ok. Tạ ba đi chạy dưa tôm bông. Anh chưa hiệp chăm bông thầy ai mới nè. Bà. Ấp ủ hiệp. Bởi chăm đọa xà lá tao ôn này. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Sạch nha. Nè, chặt cam nữa. Sạch món nè. Thử nhau. Nè. Ủa sao bắt bột cho nha. Tắt phở lòng bạn ba chị ngay 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 ngay